Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện dâng ca muối cho sư tổ truyền thể phim hiến ngư của tác giả Phù Hoa. chương 36, Quả Tôi cứ cảm thấy hình như ngài có thể biết được tôi đang nghĩ gì. Liêu đình nhạn nhìn tư mã tiêu chăm chăm, tâm trạng khá nặng nề. Họ về phòng của mình, Liêu đình nhạn tỏ vẻ muốn ngồi xuống nói chuyện. Cô nghi ngờ tư mã tiêu thật sự biết thuật đọc tâm nhưng không có chứng cứ, vì vậy cô quyết định tìm ra chứng cứ tư mã tiêu đúng rồi không ngờ hắn lại mặt dày thừa nhận liêu đình nhạn cứ ngỡ mình còn phải tốn không ít công sức mới có được đáp án tỏ vẻ vô cùng đau đớn tổ tông ngài lừa tôi ngài lại lừa tôi ngài nói mình không biết thuật đọc tâm mà thấy cô như vậy tư mã tiêu bỗng phì cười dùng một chân nhấc cái ghế tròn bên cạnh sang ngả người ra sau ta thật sự không biết thuật đọc tâm chỉ là từ nhỏ hắn đã nhạy cảm với tâm trạng thật sự của người khác, hơn nữa hắn biết chân ngôn chi thể. Dạo gần đây lúc tâm trạng nàng kích động, đôi lúc ta sẽ nghe thấy nàng đang nghĩ gì. Từ Mã Tiêu nói, chỉ có nàng thôi. Thảm kịch chân thật trốn Trần Gian gì đây? Chỉ có tôi thôi á? À? Liêu Đình Nhạn muốn khóc tới nơi, tôi chỉ là một con cá muối còn con thôi mà, tôi có tài cán gì cơ chứ? Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, cô đoán được nội tình bên trong, rất có thể đây là di chứng sau khi thần giao của cô và Tổ Tông, chắc chắn là vì cái sự tiếp xúc thân mật này dẫn đến việc kỹ năng của Tổ Tông biến dị với cô. Liêu Đình Nhạn, mình chết ngạt mắt. Nói tới nói lui thì đây cũng là họa từ việc trẻ người non dạ lại không học hành đàng hoàng mà ra, nếu sớm chịu đi học ở cái thế giới huyền huyễn này. Vào tiết sức khỏe vệ sinh sinh lý thì cô cũng không quở quạng quan hệ với người khác một cách dễ dàng dẫn đến cái chuyện đau đầu như thế này. Ngủ ngủ cho lắm vô. Dễ ngủ với sếp lắm hay gì? Phải trả giá đó. Liêu Đình Nhạn cảm thấy hiện giờ mình giống như bất cần giết người vậy, hết sức khốn khổ lại không biết giải quyết thế nào, mà cái tên đầu sỏ khiến cô gây ra chuyện lại ngồi đó cười khanh khách, cứ như thấy cái thân tàn tạ của cô vui lắm vậy. Liêu Đình Nhạn, đờ cơ mờ nó sao mình không phải nữ chiến sĩ đáng yêu xinh đẹp cơ chứ? mình mà là nữ chiến sĩ xinh đẹp thì ngầu lòi rồi. Cô không nhịn được mà lại thầm tưởng tượng ra cái cảnh mình tẩn tư mã tiêu, còn rùa mắng thậm tệ tên xếp mất nét này. Tư mã tiêu vén mí mắt, trên khuôn mặt ẻo là trẻ trung hết sức có chút cảnh cáo, ta nghe được đấy. Liêu Đình Nhạn bắt đầu đọc thầm bảng cửu chương từ 1 tới 9 trong đầu, dùng con số để refresh nỗi niềm bạo lực trong đầu mình. Tư mã tiêu kéo giọng, nàng sợ cái gì, Ta đâu có hở chút là rảnh rỗi đi nghe xem nàng nghĩ cái gì trong đầu, hơn nữa có chuyện ô uế tạp nham nào mà ta chưa từng thấy đâu. Nàng cả ngày chưa ăn với ngủ ra không lẽ còn có chuyện gì sợ ta biết được. Liêu Đình Nhạn cảm thấy tổ tông còn chưa hiểu mình hoàn toàn, ví dụ như nghe hắn nói tới ô uế, trong đầu cô sẽ không tự chủ mà nhớ lại cơ số các phim điện ảnh từng xem trong thế giới trước kia. Cô sống trong một thời đại thông tin đầy rẫy, nhớ lúc đó còn nhỏ dại, chưa bắt đầu săn phim đen trên web, đó là cái thứ mà ở đâu cũng có, vì tò mò nên cô đã xem không ít mấy thứ dị hợm. Cô đã xem hơi nhiều mấy thể loại phim bắt đầu bằng a kết thúc bằng năm hoặc là bắt đầu bằng g kết thúc bằng v. Não con người là vậy đấy, càng là lúc không nên nghĩ thì lại càng không nhịn được mà nghĩ tới. Hơn nữa rất khó khống chế được cái thứ suy nghĩ này, sơ suất là lại bay lên ngay. Tư mã tiêu thấy vẻ mặt của cô càng lúc càng kỳ dị, cuối cùng hắn nửa cười nửa không, ấn ấn huyệt thái dương, đúng là ta chưa từng xem mấy thứ như vậy. Liêu đình nhạn lập tức gói mấy thứ trong não mình lại vứt vào thùng rác, nghe thấy tư mã tiêu nói, quả đúng là do ma vực đào tạo ra, khiến ta mở mang tầm mắt thật, đã thụ giáo. Liêu đình nhạn, ma vực tự nhiên bị dính xì căng đan, tôi có lỗi với ma vực cô xù lông hết 10 phút lại cụp xuống rồi. Bỏ đi, chả có gì to tác, chỉ cần giữ trạng thái bình tĩnh, không được kích động, tên tổ tông này sẽ không nghe thấy cô đang chửi hắn đần độn. Bắt đầu từ hôm nay sẽ làm một người điềm tĩnh. Nói mới nhớ, lúc trước cô thầm mắng tổ tông đần độn như cơm bữa, không lẽ hắn đều đã nghe hết. Liêu Đình Nhạn vừa không kịp khống chế lại kích động. Từ mã tiêu, nghe hết rồi. Liêu Đình Nhạn thê thảm gào thét, "Xin ngài đấy, tổ tông, đừng có nói chuyện gián tiếp với cái não của tôi nữa." Liêu Đình Nhạn đột nhiên ý thức được một chuyện khác, cô mắng Tư Mã Tiêu như vậy hắn cũng không làm gì, cũng không thẹn quá hóa điên cho cô một trường chết tươi, không lẽ là tình yêu đích thực. Tư Mã Tiêu không nói gì, hình như không nghe thấy. Coi như không nghe thấy đi. Liêu Đình Nhạn rót cho mình một ly đồ uống ngọt lành. Uống một hớp chấn tĩnh tinh thần. Lúc này từ mã tiêu như đột nhiên nhớ ra gì đó, cầm ra một quyển từ điển chuyên đề lớn siêu dày vứt cho cô. Liêu đình nhạn, đây là cái gì? Cô ôm lấy cuốn sách vừa dày vừa nặng như đá tảng kia. Từ mã tiêu tùy tiện đáp, lúc trước đi giải quyết ít chuyện, nhìn thấy quyển sách này tiện tay đem về. Bìa sách là một tầm bùa quỷ, liêu đình nhạn mở ra cảm thấy một vầng sáng từ trong sách hòa lẫn với thần thức của mình, lập tức biết được đây là sách gì. Đây là một quyển ghi chép thuật pháp, bao gồm bốn bậc thuật pháp thiên địa huyền hoàng cùng với ngũ hành và 12 loại thuật pháp linh căn đặc biệt biến dị khác, tổng cộng có 15.000 màu. Dường như tất cả những thuật pháp có thể đếm được của cả tu tiên giới đều được ghi chép ở đây, giá trị có thể ước lượng được, một quyển thế này đủ để trở thành bảo vật trấn phái của một môn phái tầm trung. Dù là ở Hào môn đại hộ như canh thần tiên phủ cũng có thể coi là bảo vật quý báu. Sẽ là thứ đồ vật được cất ở bảo khố quan trọng, đệ tử bình thường cả đời cũng sẽ không thấy được, các trưởng lão cũng không thể có được, chỉ có thể giữ ở đó. Vậy nên là tổ tông còn tiện tay mang được cái thứ này về, vậy hắn rốt cuộc đã làm chuyện mờ ám gì? Ngày mai sẽ không có ai đi tìm đồ thất lạc, tìm tới chỗ chúng ta luôn chứ? liêu đình nhạn ôm lấy sách cứng cổ hỏi tư mã tiêu cái kiểu mà thiết lập cảnh giới xong rồi đi kiếm ăn trộm ấy tư mã tiêu người của bọn chúng bị ta giết còn ít lắm sao cái này còn không sợ cầm cuốn sách lại sợ hả cái này hình như có lý lắm luôn á liêu đình nhạn bị hắn thuyết phục linh thư không giống với sách thông thường nó biết tự động dạy học dùng thần thức chọn một kiểu thuật pháp trong sách là có thể học tập chăm chỉ Vậy nên đây chính là một cái kho học tập giáo trình thông minh, có điều học được đến đâu còn phải xem độ tiếp thu của mình. Liêu Đình Nhạn, nhiệm vụ học tập nặng nề này bỏng tay quá. Tôi yêu thích học tập, sau này mỗi ngày tôi đều sẽ học 50 từ mới, à không, 50 thuật pháp. Liêu Đình Nhạn nói với giọng điệu nhạt nhẽo. Từ Mã Tiêu, không, nàng không muốn vậy. Rõ ràng là khóc lóc trong đầu bảo không muốn học. Liêu Đình Nhạn ngài đã biết vậy sao còn cho tôi cái cẩm nang rèn luyện siêu dày như vậy. Từ mã tiêu bị cô là ồn tới ong cả đầu, đen mặt nói, nàng còn ồn nữa thì thần giao. Liêu đình nhạn lập tức xẹp xuống, lập tức liệt ra niệm A-di-đà Phật, đồng thời dán một lá linh thảo trong xanh lên chán. Dưới áp lực nặng nề, cô ngủ ngay tại chỗ trong vòng ba phút. Từ mã tiêu nghi ngờ linh thảo cô dán trên chán có phải thứ gì đó bổ trợ giấc ngủ không? Bóc xuống mà nhìn cỏ không có hiệu quả bổ trợ giấc ngủ, thứ bổ trợ giấc ngủ chính là bản thân Liêu Đình Nhạn. Cả người cô đều tỏa ra một cái mùi cá sống gian nan khổ cực, các chết vui vẻ tươi mới. Từ mã tiêu bị thôi miên thành công, vùi đầu vào cổ cô, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần cô ở bên là hắn lại có thể cảm nhận được cơn buồn ngủ một cách vô cùng tự nhiên, cũng có thể vào giấc rất dễ dàng, cứ như hắn cũng chỉ là người bình thường. Liêu Đình Nhạn nhận ra có gì đó sai sai. Ánh mắt các bạn học nhìn cô có gì đó khinh rẻ và tò mò, còn có cả coi thường. Cô nhìn lại y phục trên người mình, không thấy có gì không đúng. Chỉ xem vẻ mặt của họ còn tưởng mình chưa mặc đồ chỉ mới mặc đồ ngủ lên lớp. Cô bắt đầu nghĩ chắc do hôm Hoa Yến làm lố quá bị cô lập, kết quả chẳng được mấy hôm, người nhà họ Mộc đã tới, ông ngoại của Vĩnh Linh Xuân và Vĩnh Thi Thu cho người bắt họ về Mộc ra hỏi tội. Liêu Đình Nhạn, chơi cái gì vậy? Ông ngoại rùa xả họ làm mất mặt, làm bại hoại danh tiếng của Mộc Gia. Liêu Đình Nhạn ngồi ở một bên ghế, nghe ông ngoại Mộc chửi mắng nửa tiếng đồng hồ mới lơ mơ hiểu được tại sao lại khi không gánh hỏa. Bởi vì gần đây, chuyện loạn luân của hai huynh muội Vĩnh Linh Xuân và Vĩnh Thi Thu bị đồn đại rộng rãi trong thần học phủ, đã không còn là bí mật nữa mọi người đều ngầm biết được. Còn có tin tức bên lề nói bọn họ vào đêm hoa yến đón tân sinh làm ra cái chuyện kia ở cẩm tú họa đường như giữa trốn không người. Chuyện kia là chuyện nào? Liêu đình nhạn tự sờ chán mình, mẹ ơi, suýt quên mất còn có cái thiết lập huynh muội này. Tư mã tiêu, ha 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 ha. Liêu đình nhạn, tổ tông. Dưới cái tình huống như vậy thì dù gì ngài cũng không nên cười chứ. Tư mã tiêu lại cười không ngừng được, trên đường về học phủ, ngồi trên vân xa vẫn còn cười. Liêu đình nhạn thầm nghĩ thật sự mắc cười vậy sao? Tư mã tiêu từ cười ha hả lại biến thành mặt lạnh âm u, bắt đầu chơi cái trò cầu thăm chết chóc của hắn, chuyển động mấy trái cầu thong thả nói, nghe nói cha mẹ ta ban đầu là huynh muội khi đó đám người kia vì muốn có được huyết mạch thuần chủng của tư mã thị mà tẩy não họ mỗi ngày, thúc giục họ sinh con, ta còn tưởng đám người này không để tâm những chuyện đó, hôm nay xem ra thì ra là chúng biết liêm sỉ, biết cái gì làm được, cái gì không. Xem cái thằng già ban nãy mắng sảng khoái biết bao nhiêu. Từ mã tiêu thẳng thừng lôi từ đống cầu ra một quả viết chữ mộc, chắc mẩm mục tiêu tiếp theo. Liêu đình nhạn đoán hắn muốn triệt những người thuộc gia tộc đó trong nội phủ canh thần tiên phủ nhưng không biết cụ thể là hắn đang làm gì, hình như cũng chưa nghe được tin tức đại loạn gì. Từ mã tiêu bóp nát cái quả cầu có chữ mộc kia, linh lực vụn vỡ lan khắp vân xa, như bụi vàng rơi trên y phục màu tím nhạt của Liêu Đình Nhạn. Trong bộ dạng hắn như vậy, Liêu Đình Nhạn biết tối nay hắn sẽ lại tiếp tục ra ngoài làm việc, vì vậy cô lại có thể ngủ một mình được rồi. Cũng không phải là ngủ hai mình không tốt, chỉ là cái tên tư mã tiêu này cứ thích vùi đầu vào cổ cô ngủ, tóc đâm vào thật sự rất ngứa. Ngủ một mình vẫn vui hơn quả nhiên tư mã tiêu lên tiếng, tối nay ta phải đi. Liêu đình nhạn, ừm, vậy ngài đi mạnh giỏi, chú ý an toàn. Một lúc sau, Liêu đình nhạn cảm thấy sao mình giống cô vợ cẩn thận dặn dò chồng trước lúc ra khỏi nhà, đỉnh đầu tự nhiên bị chính mình giật cho tê dần. Tư mã tiêu cong môi, nhích người tới trước, nhìn chăm chăm vào mắt cô, nàng muốn gì sao? Liêu đình nhạn, tôi muốn gì cơ? cô không hiểu mấy đột nhiên tổ tông lại làm gì. Từ mã tiêu, ta ra ngoài, nàng muốn gì, ta mang về cho nàng. Còn giống hơn nữa, cái kiểu tình tiết gì mà chồng đi công tác mang quà về cho vợ. Nhưng mà rõ ràng anh đi ra ngoài để phóng hỏa giết người mà, sao nói như đi công tác vậy, còn mang quà về nữa. Hé lô, không lẽ anh tính đem đầu quân địch về? Liêu đình nhạn, à, cái gì cũng được, tôi không kén chọn vậy nàng chờ ta về từ mã tiêu xoa xoa khuôn mặt cô còn bất ngờ để lộ một chút dịu dàng trước giờ chưa từng có dọa liêu đình nhạn muốn chết tại chỗ tổ tông ơi ngài làm sao vậy tổ tông liêu đình nhạn rảnh rỗi lại lên lớp giờ quyền linh thư thuật pháp ra học ít kỹ năng sống cuộc đời của mình trong sự cô lập của bạn học sau khi học được thuật che mắt ở phạm sáu nhỏ những người có tu sáu thấp hơn cô đều không nhìn thấy cô ngủ trên lớp, mà học được thuật pháp gì còn có thể thử nghiệm lên mấy người bạn học thích khua môi múa mép. Các bạn học không tìm được hung thủ đùa dai, nổi điên tẩn nhau hết mấy lần, liêu đình nhạn ra vẻ đánh hay lắm, đánh nữa đi. Hai ngày sau, tư mã tiêu quả nhiên đã về. Hắn về lúc nửa đêm, cả người thấm ướt sương đêm, ngồi bên giường lay liêu đình nhạn dậy. Liêu đình nhạn mơ mơ màng màng nhìn thấy hắn, lờ mơ đáp, về rồi à. Từ mã tiêu thấy cô có vẻ chuẩn bị ngủ tiếp, kéo vạt áo cô, nhét một thứ gì đó lạnh băng vào lòng cô. Liêu đình nhạn giật mình vì lạnh, kéo lấy vạt áo của mình, móc cái thứ đó ra. Cái gì vậy? Tìm được ở, ơm, ờ, bảo khố nhà nào ấy không nhớ nữa. Từ mã tiêu tựa lên gối cô nói, thấy cũng ổn, lấy về cho nàng chơi. Chương 37, gương livestream. Lạnh băng, cứng ngắc, hình tròn, dẹp dẹp. Liêu Đình nhạn búng tay, lấy ánh sáng ra soi, móc thứ kia ra cẩn thận xem xét. Hóa ra là một tấm gương lớn, bên rìa còn có hoa văn tinh tế, đầy mùi kỳ lạ, trông có vẻ rất quý. Cô dùng tấm kính soi soi mặt, nhận ra hai bên đều không có mặt kính, hơn nữa còn mờ mờ không rõ ràng như nhau không hiểu lắm bảo bối này dùng thế nào liêu đình nhạn dâng lên cho tư mã tiêu giả tạo thỉnh giáo cái này dùng thế nào chắc không phải chỉ là cái kính bình thường ngón tay của tư mã tiêu vừa dài vừa trắng rất đẹp hắn cầm tấm gương kia không biết xoay xoay thế nào một cái gương liền tách thành hai thì ra là một bộ có thể tháo rời chỉ cần có linh lực dù hai tấm kính này cách nhau vạn dặm cùng có thể thấy được tình cảnh phía đối diện Tư Mã Tiêu nói. Liêu Đình nhạn hết sức bình tĩnh, nói thật, tuy là mọi người ở thế giới huyền huyễn có thể thỏa sức tung bay, hở chút là hô mưa gọi gió ghê gớm lắm, nhưng khoa học kỹ thuật hiện đại cũng rất ghê gớm. Ví dụ như cái món này, không so được với điện thoại, điện thoại nếu có điện có mạng cũng có thể biết được tình hình đối diện dù cách xa vạn dặm, hơn nữa chức năng còn nhanh gọn tiện lợi hơn. Cô nhìn cái gương, ờ, thiết kế của điện thoại cũng đẹp hơn tư mã tiêu nhạy cảm nhận thấy liêu đình nhạn không hề thích thú gì món đồ này vậy là hắn bóp lấy hai cái kính bẻ gãy một cái liêu đình nhạn chơi cái trò gì vậy cô vội vã đặt cái còn lại ở một bên tránh bị cái tên tổ tông vui buồn thất thường này bóp nát không thích thì đập bể đi tư mã tiêu nói liêu đình nhạn vội vàng thích thích không thể tiếp tục để cái tên tổ tông phá của này vô pháp vô thiên như vậy nữa không dễ giàu gì mới nhận được quà, từ trong tay hắn, còn bị hắn chơi hư một cái, cách cách tặng quà của học sinh cấp một IQ thấp gì vậy nè. Từ mã tiêu không tin câu trả lời của cô lắm, hắn không mấy vui vẻ, sầm mặt nhìn chăm vào mắt cô hỏi lại lần nữa, cái kiểu hỏi mở bắp nói thật ấy, nàng thích thứ này không? Liêu đình nhạn, thích, miệng nói thích lòng lại hỏi chấm, tổ tông bệnh rồi hả, chuyện nhỏ vậy cũng xài bắp nói thật nữa lúc trước ngài dùng bắp nói thật toàn là mấy lúc mặt mày đằng đằng sát khí ban nãy lại là vẽ mặt giận lẫy ngài xuống cấp từ bao giờ vậy cái chuyện này hình như có gì hơi sai sai hình như không tránh được cái thiết lập nhân vật xuyên không chắc chắn phải hẹn hò vậy liêu đình nhạn cố bình tâm lại không sao cái chuyện hẹn hò cần hai người lận một mình hắn thì hẹn kiểu gì chỉ cần mình vững tâm thôi vừa mới nghĩ vậy tư mã tiêu kéo lấy đầu cô Cúi người hôn lên môi cô, ngậm lấy môi, cọ cọ đầu mũi, tư thế vừa triền miên vừa gần gũi. Liêu Đình Nhạn, vững, trụ vững vào, mình còn tiếp tục được một giây nữa. Mùi vị của Tư Mã Tiêu Vây lấy cô, hắn cúi đôi mắt lúc nhìn người khác luôn chẳng mấy thiện cảm kia xuống, môi khẽ nhếch lên, hình như tâm trạng lại tốt lên rồi. Ngón tay băng lạnh đỡ lấy cằm và sau tai cô, tay kia giữ sau đầu cô chặn lấy tóc cô. Hình như hắn rất thích nắn gáy cô, đó là động tác không để người khác lùi về sau. Liêu đình nhạn thấy tê dần cả đầu, cũng không biết là do căng thẳng vì cảm thấy nguy hiểm khi bị nắn miết hay do tư mã tiêu cứ đớp lấy môi cô như con cá hường. Thần sắc và động tác của hắn đều tự nhiên quá mức, tự nhiên như thể bọn họ vốn thân mật như vậy, như thể cô là người có thể đến gần hắn, hôn hắn. Trên người hắn có mùi sương đêm, có hương hoa ngoài vườn, còn có chút mùi máu tanh gần như không thể nhận thấy. Rõ là người đàn ông đang ở cạnh hôn cô vừa đi giết người cách đó không lâu, hoặc là về từ một nơi đầy mùi máu tanh nào đó. Đáng lẽ cô phải thấy sợ hãi nhưng lúc này đây, cô lại chỉ thấy trái tim run lên dữ dội, không phải là sợ hãi mà là một cảm xúc khuấy động nào kỳ lạ nào đó. Còn có chút, ưm, ừm... kích thích, mình biến thái rồi sao? Liêu đình nhạn thầm nghĩ, lập trường của mình cuối cùng từ vô tri trung lập thành vô tri tà ác rồi sao chuyện gì xảy ra sau đó không nói cũng biết được tóm lại thì bọn họ lại thần giao lần nữa nếu nói lần trước cô là vì cứu người mới mơ mơ màng màng ấy ấy vậy thì lần này chính là do ma quỷ dẫn đường ma quỷ chính là tư mã tiêu hắn chính là một con thủy quái cái loại mà giày vò người ta ở dưới nước không vùng vẫy được thật ra thần giao rất vui vẻ không chỉ cơ thể vui vẻ, thần hồn, thậm chí đến suy nghĩ cũng vui vẻ. Cái cảm giác thỏa mãn sảng khoái đó giống như trông ra trời xanh mây trắng vô tận, yêu phiền gì cũng trôi hết, bay lượn giữa mây trời, cực kỳ tự do. Cảm giác này thậm chí sẽ còn kéo dài sau khi đã kết thúc, khiến người ta thấy yên bình, yên lòng. Tuy cô từ trước tới giờ luôn coi chuyến xuyên không đột ngột này như một chuyến nghỉ mát, nhưng trong lòng khó tránh có chút cô độc khi phiêu bạt lưỡng lự một mình giữa thế giới rộng lớn này. Thế nhưng vào lúc thế này, những cảm giác cô độc kia đều tan biến, vì một người đàn ông khác cô độc hơn, nóng nảy hơn đang hòa vào với cô. Cô như đang ở một nơi hết sức an toàn, có thể ngon giấc cũng không cần lo khi thức dậy nhận ra mình đang một mình, sẽ không cảm thấy không biết ngày mai phải đi đâu cũng không biết nên đi hướng nào. Liêu Đình Nhạn phát hiện thần giao là một cách thức giao lưu rất công bằng, nếu như là ấy ấy, có lẽ là cơ thể nam nữ tự nhiên sẽ có khác biệt nhưng khi thần giao thì mọi cảm xúc đều hòa quyện lẫn nhau, có một chốc cô thấu được tâm trạng và cảm giác của Tư Mã Tiêu, nó như dòng nước ấm tràn về phía cô, nhấn chìm cô. Con người hắn dù là lúc mềm mỏng cũng có chút sắc bén châm chích, thần hồn của hắn lại quá sức lớn mạnh. Lúc Liêu Đình Nhạn có chút không chịu được, bàn tay lạnh băng hắn xoa sau đầu cô như đang vỗ về vậy, nhẹ nhàng xoa dịu một lúc. Đó là sự chu đáo ân cần khác hoàn toàn với tính tình nóng nảy khó ở thường ngày của hắn. Có thể gọi là yêu chiều trăng. Liêu Đình Nhạn ngủ tới mặt trời lên tám xào, tinh thần khỏe khoắn thức dậy, nằm trên giường phản tỉnh bản thân. Tối hôm qua có phải Tư Mã Tiêu đã dùng cái thuật pháp chú ấy ấy, gì đó không? sao cô lại không tự chủ được như vậy cơ chứ nhớ lại chuyện tối qua muốn mất trí nhớ cho rồi rốt cuộc là làm sao là bọn họ cứ nói chuyện rồi lại bắt đầu vậy chứ cô nhớ lại nửa đường vì khá thoải mái mà mình còn ôm lấy cổ người ta rên gì nữa chứ lúc đó khóe mắt tư mã tiêu hơi ửng đỏ môi cũng cực kỳ đỏ khiến da trông càng trắng hơn mắt càng đen hơn ướt át ôm lấy cô ườm ườm mấy tiếng cái giọng ôm em bé dỗ dành ấy. Nghe mà chị tim. Mặt dán với mặt, tai cạ với mũi. Liêu Đình Nhạn ôm lấy mặt mình, không muốn nhớ lại nữa. Không được nghĩ, nghĩ là sẽ yêu sớm. Từ Mã Tiêu ngủ cạnh cô, chắc đã tỉnh rồi nhưng lười mở mắt, dành lấy gối của cô cuộn vào rồi lại dành cho cô một vị trí khá ổn để gác đầu, khiến cô bắt buộc phải ngủ dính vào với hắn trong tư thế tiêu chuẩn của các cặp đôi. Đàn ông dù là đàn ông như Tư Mã Tiêu cũng rõ là thoải mái rất nhiều trong những lúc thế này, vô hại lại tự do nằm ở đó, cái kiểu giống mèo tắm nắng no nê rồi ấy, khiến người khác muốn vuốt bụng hắn. Liều đình nhạn tát cho mình một tát tỉnh người. Vuốt kêu kêu, lông còn không có vuốt cái gì. Chắc do cô suy nghĩ nhập tâm quá, cảm xúc dao động cực lớn, cuối cùng cùng khiến sếp lớn đang dở ngủ bên cạnh buộc phải mở mắt. Hắn đưa tay về phía cô, Liêu đình nhạn lăn sang một bên, vừa hay né được, đầu lại bị kẹt cấn vào vật cứng gì đó. Là cái gương tối qua cô nhận được, tấm gương may mắn sống sót hẳn là nhân vật chính tối qua, vậy mà lại bị bỏ quên trong hốc, giờ mới được lấy ra lần nữa. Không ích gì thì vứt đi. Lão tổ tông tư mã tiêu không biết nỗi khổ của nhân gian bảo vậy đấy. Liêu đình nhạn, tiếc là nát mất một cái rồi, không là vẫn dùng được. Cô ngẫm nghĩ nếu có được thêm mấy tấm kính nữa, có thể để ở mọi nơi, có thể gom được tất cả cảnh tượng ở khắp nơi tập trung lên tấm kính, cái này gọi là livestream còn gì. Để một tấm ở quảng trường canh thần tiên phủ, có thể nhìn thấy đệ tử tỷ võ đánh đấm, bỏ một tấm trên phố đông có thể nhìn thấy đời sống nhộn nhịp của mọi người, đặt trong rừng hoa có thể ghi lại sự sống của động vật hoang dã, tuyệt vời quá còn gì. Liêu Đình nhạn trộn lẫn mấy thứ này lại tiện thể nói ra. Từ mã tiêu ra vẻ suy nghĩ, lát sau mới nói, cũng không tệ. Sau đó hắn cầm lấy tấm gương lành lặn, vuốt lên mặt đủ thứ hoa văn phức tạp. Lúc họ lên lớp, từ mã tiêu vẫn tiếp tục nghịch tấm kính đó. Liêu đình nhạn không hiểu, tự mình lên lớp, cái người không cần phải nghe giảng như hắn sao lại phải phí thời gian đi cùng chứ. Có điều cô vẫn luôn không biết hắn muốn làm cái gì, vậy nên đi theo hắn, Tư mã tiêu cầm tấm gương mày mò gần cả nửa tháng, sau đó ra ngoài ba ngày, lúc về liền mang kính trả cho Liêu Đình Nhạn. Nàng xem này! Liêu Đình Nhạn cầm tấm kính kia, nghi hoặc nhìn tư mã tiêu. Tư mã tiêu nằm ườn bên cạnh cô, lấy tay chỉ chỉ tấm gương, mặt gương lăn tăn rồi hiện ra dáng vẻ của Tam Thánh Sơn. Tam Thánh Sơn trong gương không giống với Tam Thánh Sơn lúc họ rời đi, tòa tháp đã được xây lại, cung điện bên cạnh cũng bắt đầu trùng tu, có vài lão làng trông rất lợi hại đứng đó bàn luận gì đó, nét mặt rất nghiêm túc. Từ mã tiêu lại gõ gõ tấm gương, cảnh trong gương lại biến đổi, trở thành gốc phượng tím dưới bạch lộc nhai. Liêu Đình Nhạn đã hiểu, cô lấy tay kéo màn hình sang cạnh, không ngờ còn có góc quay 360 độ. Cô nhìn thấy cung điện bạch lộc nhai bị sương mù trên vân sơn che lấp, cũng nhìn thấy những tu sĩ tuần tra ở gần đó, Sắc mặt ai nấy đều hết sức cảnh giác. Cô bắt trước Tư Mã Tiêu gõ mặt kính, cảnh tượng vẫn không hề thay đổi, chỉ có người trong gương giao lưu nói đi lại, giọng nói có hơi nhỏ, không nghe được rõ ràng. Tư Mã Tiêu, linh lực. Liêu Đình nhạt âm thầm sử dụng linh lực, phát hiện cảnh tượng đã thay đổi, trở thành một ngọn núi cháy xém, ngọn núi như đã bị thiêu cháy dữ rồi, cả ngọn bị nổ banh từ giữa, chỉ còn lại mấy tảng đá cháy tụi lăn lông lốc không hề có sinh vật sống nào, cảnh tượng một lúc lâu không thay đổi, Liêu Đình Nhạn còn nghi không biết có phải mạng lác không. Cô đoán những chuyện này đều do Tư Mã Tiêu mà ra, cũng là nơi hắn chọn nhưng ngọn núi hoang tàn này có gì đặc biệt sao? Cô lại đổi sang nơi khác, là một phiên chợ mà cô không biết nhưng rất sầm uất, tiếng dao của người bán, tiếng tạp âm trên phố đều truyền tới. Còn có một cái hồ nhỏ giữa thác, lúc Liêu Đình Nhạn xoay đến gốc này, nhìn thấy có linh thú lông trắng muốt có sừng dài đang uống nước bên hồ, chim trắng bay qua mặt hồ, đứng trên người linh thú, cảnh tượng yên bình tuyệt đẹp. Cảnh tiếp theo là một quán rượu, trong quán có rất nhiều nam thanh nữ tú trò chuyện đánh đàn cho khách, có người đang múa trên đài. Liêu Đình Nhạn xem xong một khúc phi thiên vũ, cảm thấy những chị em đang nhảy múa kia thật sự xinh đẹp, xem hồi lâu không nỡ chuyển cảnh. Tư mã tiêu dục cô, tiếp đi. Liêu đình nhạn chuyển kênh Cảnh được chuyển đến một cái hồ phẳng lặng, có điều ống kính chớp nhoáng quá, lượn trên mặt hồ một lúc rồi lại bay lên, nhìn từ trên cao xuống có thể nhìn thấy núi non sông suối. Chưa được bao lâu, màn hình lại rơi xuống gốc cây. Có vẻ là tầm nhìn của một con chim. Không ổn, hơi say 3D. Tiếp tục truyền cảnh, lần này là một tượng thần đồ sộ, dưới tượng thần có người đang giảng đạo. Một nhóm đệ tử yên lặng ngồi dưới lắng nghe, ngọn đá dưới tượng thần có khắc ba chữ Vấn Đạo Nguyên. Liêu Đình Nhạn có nghe tới nơi này, đây là nơi các trưởng bối cấp cao trong nội phủ canh thần tiên phủ xây làm nơi bổ túc cho các đệ tử ưu tú. Góc nhìn tiếp theo là phòng bếp, không biết bếp nằm ở chỗ nào, cực kỳ lớn, đủ thứ đồ ăn thức uống được bày biện ngay ngắn, hai mươi mấy đầu bếp bận bịu làm đủ loại món ăn, có người đang trưng bánh, có người đang làm cá. Có người đang trộn nhân thịt, còn có người đang làm điểm tâm, một cảnh tượng bận rộn nghi ngút khói. Xem hết tất cả các kênh livestream, Liêu Đình Nhạn hơi cảm động nhìn Tư Mã Tiêu, tổ tông thật hiểu tôi. Tư Mã Tiêu, đây là thứ nàng muốn sao? Liêu Đình Nhạn, đúng rồi, xem cái kiểu livestream này là giết thời gian tốt nhất, còn dễ ngủ nữa. Tư Mã Tiêu không có biểu hiện gì, nhìn đủ loại thức ăn đầy dầu mỡ vừa ra lò trong mặt kính hỏi, còn gì nữa, nàng còn muốn có gì nữa? Liêu đình nhạn, thôi xong, trông dáng tướng hôn quân muốn gì cũng được này của sư tổ, thật sự phải đi theo tình tiết tiểu yêu cơ của sư tổ độc tài, rồi. chương 38, nàng thích làm gì nhất? Nếu Liêu Đình Nhạn là kiểu nữ chính theo đuổi sự nghiệp, có khi cô sẽ nhờ Tư Mã Tiêu giúp tăng tu vi, Đồng thời mỗi ngày phấn đấu tu luyện và tích cực tìm kiếm mọi thể loại bảo vật trời cho với bí cảnh rèn luyện để nâng cao sức mạnh, tiện thể học thêm thuật luyện đan, thuật luyện khí gì đó, học trận pháp rồi phát minh ra cái gì đó, dẫn đầu một cuộc cách mạng lớn trong tu tiên giới, giúp Tư Mã Tiêu báo thù rửa hận rồi thăng cấp, cuối cùng cảm hóa Tư Mã Tiêu, cả hai cùng nhau xây dựng canh thần tiên phủ sau diệt vong. Đi đến đỉnh cao của đời người, nếu Liêu Đình Nhạn là kiểu nữ chính yếu ớt tình cảm, có thể cô sẽ diễn với tư mã tiêu cái tuồng cầm tù ngươi đuổi ta trốn. Cái gì mà sợ hãi hắn nhưng lại không tự chủ được mà bị thu hút, muốn trốn lại bị bắt về, quen biết với người khác bị tư mã tiêu hiểu lầm, thân phận bại lộ lại hiểu lầm, bị người khác ly rán lại hiểu lầm. Hai người cứ diễn cái tuồng dài ngược luyến năm mươi mấy tập thể loại ngươi tin ta, ngươi không tin ta. Nhưng Liêu Đình Nhàn thật sự chỉ là một nô lệ của công ty không để tâm đến cả sự nghiệp lẫn yêu đương. Nét hấp dẫn của cuộc đời có lẽ là trèo lên đỉnh dựa vào sức của mình, có thể là do tình cảm mãnh liệt bị dạ nứt, đương nhiên cũng có thể là vì đã sống những ngày tháng giản đơn mãn nguyện. Chăm chỉ vươn lên sao? Cũng được đấy nhưng không cần thiết. Để cuộc sống có thể dễ dàng hơn, cô bằng lòng học mấy thuật pháp nhỏ hữu dụng, thuật dọn dẹp làm sạch gì đó rồi học thêm mấy thuật pháp phòng thân nữa, một ngày nhiều lắm học ba cái, không nhiều hơn được nữa. Dù sao thì cô từ chối cái việc mỗi ngày bế quan tu luyện nghiên cứu. Bối rối chuyện tình cảm sao? Chuyện này cũng hơi khó mà làm được. Ở xã hội hiện đại, bạn bè bên cạnh cô ai nấy cũng thấy người kia cũng ổn thì liền hẹn hò, không hợp lại chia tay. Dù sao tình yêu cũng chỉ chiếm một phần năm cuộc đời con người vì thế nên liêu đình nhạn không có phản ứng gì mấy với tình cảm của tư mã tiêu ngẫm nghĩ mà thấy đau cả đầu chỉ có thể gác lại để sau may là tư mã tiêu cũng chả có tư tưởng yêu đương gì không có túm lấy câu hỏi dốt cuộc em có thích anh không hắn còn đang bận đi làm chuyện của hắn tan làm rồi mới có thời gian nằm với cô vậy đấy hắn cũng đã học được cái tư thế nằm liệt phó mặt cho trời từ khi nào không biết Liêu Đình Nhạn nghi ngờ hắn ở trong linh phủ mình lâu quá rồi, bị lây bệnh lười. Cảm xúc của bệnh nhân hiện tại khá ổn, trầm cảm tự kỳ giảm dần, tới quần thâm cũng có cải thiện. Lúc tư mã tiêu đi công chuyện, Liêu Đình Nhạn chỉ có một mình, ngoài việc lên lớp nghiên cứu kiến thức cơ bản, tiện thể học mấy thuật pháp nhỏ thì còn ra ngoài kiếm ăn. Giống như cuối tuần ở thế giới trước đây của cô vậy, cũng đi siêu thị mua thêm ít đồ dùng cần thiết rồi ăn chút gì đó ngon ngon. Một mình cô dạo khắp phiên chợ, thích thứ gì thì chuyển vào không gian của mình, để lỡ hôm nào đẹp trời trôi giạt tới cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đó không có gì ăn uống. Với cái tính long nhong của tư mã tiêu thì chuyện này rất có thể xảy ra. Dù là một thời khắc nữa đêm nào đó hắn lấy cô dậy đòi đi sa mạc đào than, liêu đình nhạn cũng không thấy gì kỳ lạ. Ngoài một số đồ dùng cần thiết và một số thứ cô thích, cô còn chữ ít đồ ăn. Niềm vui của việc mua đồ không thiếu tiền trước đây hoàn toàn không tưởng tượng ra được, vì thế mỗi lần ra ngoài mua đồ đều hết sức thỏa mãn. Đôi lúc Lưu Đình Nhạn cũng sẽ đưa đám thị nữ của Vĩnh Linh Xuân cùng đi, như vậy thì lúc thử đồ sẽ có người khen cô, cái mùi nịnh hót tràn lan khắp không khí xung quanh, khiến cái sức mua sắm của người ta dâng cao tột độ, cả cảm giác hạnh phúc cũng vậy nếu mà đưa theo hết cả đám hộ vệ còn có thể hưởng thụ được niềm vui sướng của sự lố lăng nữa nhưng mà đa phần liêu đình nhạn đều thích ra ngoài một mình như vậy thì cô sẽ tìm nơi ăn một bữa coi như cách mấy ngày thêm một bữa sửa soạn xinh xắn đẹp đẽ đi thưởng thức mỹ vị mới lạ là một cách tự làm mình vui có lúc cô ăn được món hợp khẩu vị sẽ tới đó liên tục mấy lần ngày thường ở trong thần học phủ thèm ăn cũng sẽ bảo người hầu đi gói mang về Tuy vẻ mặt các bạn học trong thần học phủ nhìn cô vẫn cứ dị hởm, còn cố ý chơi trò cô lập nhưng thật ra Liêu Đình Nhạn vẫn sống những tháng ngày rất êm dịu, cứ như quay lại cái thời đại học. Đó chắc là những tháng ngày tự do vui vẻ nhất trong hai mươi mấy năm đầu cuộc đời của cô. Cô càng lúc càng cảm thấy tư mã tiêu dùng thân phận của người khác ở trong thần học phủ này, có thể một phần rất lớn là vì cô lúc trước Lưu Đình Nhạn sẽ không tự luyến như thế nhưng hiện giờ cô dần cảm thấy cái khả năng này mới là cao nhất. Từ mã tiêu trông như chẳng biết sợ gì, làm gì cũng tùy vào tâm trạng, nói sao là y như vậy không thèm quan tâm đến người khác, thế nhưng thật ra cái gì hắn cũng hiểu rõ, còn có thể sắp xếp một cách tốt nhất. Trong học phủ dù gì cũng đỡ hỗn loạn hơn canh thần tiên phủ và những nơi khác, ngày tháng ở đây có thể gọi là nhàn nhã, mà cái nhàn nhã này đối với tư mã tiêu mà nói không có ý nghĩa, chỉ có ý nghĩa tương đối lớn với Liêu Đình Nhạn. Gần đây cô luôn có thể cảm nhận được sự sủng ái của tư mã tiêu, không chỉ ở mặt tình cảm, còn có việc mà hắn làm. Lúc trước ở Tam Thánh Sơn, cái hồi mà hắn và cô còn chưa có gần gũi đến thế, trước khi đánh nhau với người khác hắn cũng đều sẽ chú ý đưa Liêu Đình Nhạn theo bên mình, để cô không bị ảnh hưởng. Cái thói quen che chở cho người của mình tới nay càng lúc càng mãnh liệt hơn, để cô cách xa hẳn khỏi chiến trường của hắn, sống yên bình ở một nơi vốn sẽ toàn gió tanh mưa máu. Từ Mã Tiêu, người đàn ông này khiến người khác không thể nghĩ sâu được, nghĩ nhiều dễ nhúng chân vào đầm lầy. Tiết Hạ Trí oi bức nóng nực, suy là người tu tiên không sợ nóng mấy những buổi trưa vẫn nhất định phải ngủ. Nếu ngày hè mà không ngủ trưa thì giống như người không có linh hồn nhờ cái thói quen đi ngủ của liêu đình nhạn mà tư mã tiêu cũng quen mỗi ngày nghỉ một ít có điều hắn phải ngâm người trong đầm mà nghỉ thấy ngày hè nóng nực liêu đình nhạn quyết định ngâm chung với hắn nếu là theo thói quen tùy tiện của tư mã tiêu đào đại một cái đầm hình chữ nhật rồi nằm vào là xong chuyện nhưng mà liêu đình nhạn không làm vậy cô tìm một tấm đá lót từng trong khe suối để giải quyết vấn đề chỗ nằm đá trên tấm đá lót được gột rửa trơn láng sờ vào rất mướt, như ngọc quý vậy, nước suối thanh mát, mấy viên đá cuội phát sáng lấp lánh trong nước. Tán lá xanh đắp trên con suối, khiến người ta hết sức buồn ngủ. Liêu Đình Nhạn ban đầu miễn cưỡng đi ngâm mình ngủ với tổ tông, giờ lại mỗi ngày chủ động đến ngủ trưa. Cô còn làm cái bẻ trúc, làm ít nước trái cây linh quả, cắt thêm dưa hấu gì đó, chế ra đá viên để ướp lạnh, ngủ dậy uống ít nước lạnh ăn trái cây, đúng là ngày tháng thần tiên ngủ dậy xong liêu đình nhạn cũng chả muốn nhúc nhích gì lim di mắt nhìn cành cây trên đầu ngẩn ngơ một chiếc lá xanh rơi xuống rơi trên đỉnh đầu tư mã tiêu liêu đình nhạn với tay nhặt lấy nhìn ngắm mạch lá trên đó rồi bỏ nó sang một bên để nó trôi đi dưới con suối êm ả à này của họ là một con suối khác chảy khá xiết bé rắn đen cuộn người dưới nước ngủ nghỉ lại bơi lên trên đội theo cái phiến lá xanh kia đưa nó tới bên tay Liêu Đình Nhạn. Con bé rắn đen này lâu dần thành chó, rất có khí chất husky, cực thích nhặt lại đồ bị bọn họ ném đi, làm Liêu Đình Nhạn còn không vứt rác được trước mặt nó. Trên thượng du chảy xuống mấy cánh hoa màu đỏ, ngừng lại bên cạnh Tư Mã Tiêu, vướng lại trên tay áo màu đen của hắn, trông cũng đẹp đấy. Liêu Đình Nhạn ngắm hồi lâu, Tư Mã Tiêu mở bừng mắt nhìn cô. Hắn lôi cô lại bên người ôm lấy eo rồi lại nhắm mắt liêu đình nhạn tôi thật sự không có ý này tư mã tiêu ta nghe thấy đấy liêu đình nhạn ngài nghe thấy cái gì tôi còn không biết mà ngài biết à tư mã tiêu đã ba ngày chưa về đây là một đêm không hề yên tĩnh liêu đình nhạn mặc váy ngủ đứng bên cửa sổ xem livestream màn hình livestream đang chiếu mấy chị gái xinh đẹp đang nhảy múa mấy cô nở nụ cười tươi như hoa xoay vòng, váy áo tung bay như cánh hoa. Ngoài sân có tiếng cười vui vẻ truyền tới từ phía của các bạn học, chắc là đang tụ hội, có hơi ồn ào. Liêu Đình Nhạn xem livestream nhảy múa một lúc, rời mắt nhìn ra cảnh đêm ngoài sân. Thấy trời đã khuya, tiếng cười nói ồn ào ở sân kế bên đã giảm bớt, chắc là tiệc tan rồi. Mấy chị gái trong màn hình đã ngừng nhảy múa từ lâu, Mỗi người đều đi hầu hạ quan khách trò chuyện uống rượu, từng đôi uyên ương hoang dã díu rít với nhau. Cô đổi sang cảnh khác nhưng đổi tới đổi lui cũng chẳng có gì thích thú. Nhà bếp nấu ăn bây giờ không có ai, tối tăm mù mịt, con phố tấp nập đã xuống đèn, không còn mấy người nữa. Góc nhìn của con chim kia khá lâu không động đậy, nó nằm yên trong tổ, bên cạnh cũng không có vợ con, chắc là một con chim độc thân liêu đình nhạn đưa một tay ra ngoài cửa sổ gác đầu lên cánh tay ngón tay nhúc nhích bâng quơ đột nhiên một bàn tay lạnh băng chạm vào cánh tay cô cứ như một bông tuyết đột nhiên rơi xuống liêu đình nhạn quay đầu lại nhìn nhận ra quả là tư mã tiêu đã về hắn nắm lấy bàn tay cô chìa ra ngoài cửa sao không ngủ đây chắc là một câu hỏi nhưng lại không có ngữ khí nghi vấn ánh mắt hắn như nhìn thấu tất cả cực kỳ giống một tên ấu trĩ. Này, ý gì đấy? Liêu Đình Nhạn và hắn cách nhau một khung cửa sổ nhìn nhau một lúc mới thanh minh. Tôi không có đang đợi ngài đâu. Từ Mã Tiêu với người vào hôn cô. Trong ánh đèn ảm đạm, Liêu Đình Nhạn nhìn thấy môi hắn mất đi màu đỏ tươi, cứ nhàn nhạt, nhạt. Thế những giọng điệu dáng vẻ của hắn vẫn như bình thường, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau đó liên tiếp nửa thánh hắn không ra khỏi cưa cứ như biến thành du dân thất nghiệp, mỗi ngày không có gì làm, ôm lấy Liêu Đình Nhạn xoa bụng cô, làm Liêu Đình Nhạn mỗi ngày đều nghi ngờ mình có phải có thai rồi không. Ngài không ra ngoài sao? Xong chuyện cả rồi à? Liêu Đình Nhạn buột miệng hỏi. Từ mã tiêu, không phải, cho chúng sống thêm một thời gian nữa. Liêu Đình Nhạn tự dưng lại thấy có tí cảm giác tội lỗi kiểu từ khi ấy quân vương không thượng chiều sớm thế nhưng cô cũng không khuyên người ta đi được hề khuyên là chết người rồi còn gì vậy nên chỉ có thể giữ im lặng còn việc vì sao hắn muốn cho họ sống thêm một thời gian nữa thì liêu đình nhạn không hỏi tư mã tiêu cũng không trả lời hắn chỉ hỏi cô có thích nhộn nhịp không liêu đình nhạn cũng thích trong lòng cô thầm nghĩ có khi nào tổ tông nghĩ thông suốt rồi chuẩn bị đưa cô đi chỗ nào nhộn nhịp để hẹn hò đó chứ nghĩ vậy lại có chút hơi kỳ vọng lòng thầm phấn khởi. Ai ngờ Tư Mã Tiêu nói, đợi một thời gian nữa, canh thần tiên phủ sẽ hết sức nhộn nhịp, đến lúc đó ta sẽ đưa nàng cùng đi xem thời khắc nhộn nhịp nhất của canh thần tiên phủ vạn vạn năm trở lại đây." Hắn vừa cười vừa nói, nụ cười hết sức đáng sợ. Rõ là những gì hắn nói có liên quan đến chuyện lớn gần đây hắn làm. Liêu Đình Nhạn, tuột mút rồi. Tư Mã Tiêu đột nhiên lại cười phá lên, cười rung cả vai làm con bé rắn đen ở bên cạnh sợ sệt ngóc đầu nhìn tứ phía. Liêu đình nhạn hiểu ra, tên tổ tông này lại dở cái trò thuật đọc tâm động trời, chắc chắn hắn nghe thấy cô tuột mút, không làm sao lại cười như động kinh vậy được. Bảo là chỉ lúc tâm trạng tôi cực kỳ kích động ngài mới nghe rõ tôi nghĩ gì mà. Liêu đình nhạn cười lớn. Từ mã tiêu, nàng nghĩ ban nãy nàng không kích động sao? Tim đập nhanh lắm đấy. Liêu Đình Nhạn không muốn nhìn hắn nữa, lấy kính ra xem livestream. Thế nhưng vừa mở ra lại nhìn thấy một đôi nam nữ không sợ chết đang lén lút hú hí trên cung điện Tam Thánh Sơn, xối chuyện tranh 18 cộng đầy mặt cô. Cái kính livestream bị bé rắn đen hí hửng nhặt về, từ mã tiêu nhìn Liêu Đình Nhạn đang trong trạng thái yên nghỉ hai tay đặt trên bụng, với tay cầm lấy kính hỏi cô, nàng không xem nữa à? Liêu Đình Nhạn, kính chào quý khách, đối tượng quý khách đang nói chuyện hiện đã ngủ, xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Bíp. Tư mã tiêu, ha 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 ha. Má này dễ cười ghê. Liêu đình nhạn làm người đẹp lạnh lùng mấy ngày, tên trai thẳng tư mã tiêu hình như hoàn toàn không nhìn ra sự giận dỗi thăm dò ẩn giấu dưới lớp da cá muối của cô. Chỉ là có một ngày tự dưng lại dùng bắp nói thật hỏi cô, nàng thích làm gì nhất? Liêu đình nhạn ngơ ngác, còn chưa phản ứng kịp câu hỏi là gì, não đã nhanh chóng trả lời theo phản xạ. Sờ cá, sao? Sao, tiếng lóng, nghĩa là lười biếng. Là nô lệ của công ty thì mọi người đều hiểu, thử hỏi ai đi làm mà không thích lười, nếu đi làm mà không lười thì mất đi niềm vui lớn nhất của việc đi làm rồi. Nhưng từ mã tiêu không hiểu, hắn có được đáp án xong lập tức đưa cô tới một bờ hồ cảnh sắc đặc biệt, linh khí dày đặc, canh gác nghiêm ngặt. Từ mã tiêu chỉ vào mấy con cá nhỏ màu xanh băng đang bơi dưới dòng nước trong suốt, "Làm đi." Liêu Đình Nhạn làm quần què, coi tôi là bảo bối thần kỳ à. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.